Ô này các bác này, ở đây có một cái ấm này, quê em hay gọi là cái siêu bằng nhôm. Có làm gì trồng cây gì vào đây được không các bác nhỉ? Hay là em sẽ trồng một cái cây có cái dáng lộn ngược nhỉ? Tức là em sẽ treo như thế này và trồng cái cây lộn ngược xuống dưới này. Cũng hay các bác nhỉ? Chúng ta cùng đi thực hiện nhé các bác nhá. Bây giờ em sẽ tiến hành khoét một cái lỗ ở đáy của cái ấm này. Đây là bằng nhôm nhá. Cho nên khi khoét thì các bác phải sử dụng những cái máy cắt như thế này hoặc là cái máy khoan khoét cái lỗ để sau trồng cái gốc cây vào đây. Đó các bạn, trồng cái gốc cây vào đây thì chúng ta sẽ có cái dáng lộn ngược nhá. Đây, em có cái máy cắt này. Rồi, em đã khoét được cái lỗ này. Đó. Khi sử dụng máy cắt thì các bác nên cẩn thận nhé. Máy cắt là một cái loại máy khá là nguy hiểm nếu mà các bác không chắc tay và không nắm được kỹ thuật. Còn nếu mà các bác muốn trồng ra những cái chùm thì chúng ta hãy sử dụng những cái mũi khoan kính để chúng ta khoan nhé. Đó. Ở chỗ này thì em có một cái cây hồng ngọc mai này. Em để ở đây từ lâu rồi và em cũng không cắt tỉa cho nó. Đây, em sẽ lấy cái cây này để em trồng vào cái ấm mà em vừa mới cắt để chơi một cái cây lộn ngược các bác nhé. Đây. Vì cái cây hồng ngọc mai này lâu ngày em không cắt tỉa cho nên nó rất là rậm. Nên bây giờ em sẽ cắt tỉa sơ qua trước khi là lên cái chậu lộn ngược cho nó các bác nhé. Những cái chi cành hồng ngọc mai này thì các bác có thể mang đi dâm. Nó rất là dễ sống nhé. Hồng ngọc mai chơi rất là đẹp, các bác có thể chơi trong vườn nhé. Hoa nó rất là thơm đó. Cây này nó có cái bộ bệ đế rất là đẹp. Chính là cái cây mà em trồng lên chậu có làm video chia sẻ với các bác ấy. Làm cái dáng thác đổ đấy. Bây giờ thì em sẽ cho nó lộn ngược luôn để chơi. Mỗi một ý tưởng chơi cây bonsai thì nó sẽ mang cho chúng ta một niềm vui quá nhá. Chơi bonsai thì không có chuyện đúng sai, chỉ có cái là chúng ta sáng tạo như thế nào nó phù hợp với cái phong cách chơi của mình là ok các bác ạ. Đó. Và như thế này em sẽ cắt tỉa sau. Và sau cái cành này thì em sẽ lựa xem là có uốn được theo một cái dáng thế ngược hay không. Đó. Đầu tiên thì em sẽ tiến hành nhổ cái gốc này lên nhé. Đây. Đây các bác nhìn cái bộ rễ này. Em giới thiệu với các bác cái cách mà chúng ta trộn giá thể. Nó tơi xốp thì bộ rễ nó sẽ phát triển như thế này. Bất kể các bác trồng một cây gì mà các bác trộn giá thể nó tơi xốp thì nó đều có bộ rễ rất là khủng khiếp như thế này. Đây các bác nhìn này. Bộ rễ hồng ngọc mai khủng khiếp không? Nó ăn hết trên toàn bộ giá thể. Đây mới trồng được mấy tháng đấy các bác. Em còn chưa dỡ cái dây nhôm này ra này. Đó, rễ trên toàn bộ giá thể. Tuy nhiên ấy, bây giờ em sẽ phải bỏ hết cái giá thể này ra và lấy giá thể mới để cây nó phát triển tốt hơn. Giá thể này nó hết dinh dưỡng rồi.
Đây chính là cái thùng xốp mà em trộn giá thể ủ chia sẻ với các bác ấy, cũng lâu rồi đấy. Đây, giá thể gồm một số cái vật liệu khá là tơi xốp, ví dụ như vỏ trấu tươi này, mụn xơ dừa đã qua xử lý này, rồi đá pu mai này, rồi đá trân châu này. Giá thể này trồng cây thì cây phát triển rất là tốt, bộ rễ nó rất là khỏe các bác nhé. Đó, em cho luôn cái giá thể này vào. Giá thể này thì em có trộn thêm Chichoderma từ ban đầu rồi, cho nên là nó đã bắt đầu hoai mục. Các bác có thể mang những cái giá thể này, các bác trộn khoảng 3 đến 40% đất vườn vào, cái đất mà chúng ta thường trồng rau ấy. Các bác trộn thêm vào thì bảo đảm trồng cây cực kỳ tốt. Không thì các bác cứ nguyên thế này các bác trồng cũng được. Trộn vào thì nó sẽ đỡ chi phí, bởi vì giá thể này vẫn phải mua mà các bác. Đó, vẫn phải mua mà, nếu mà chúng ta trộn trồng cây, trồng ít thì không sao, nếu mà trồng nhiều thì cũng tốn phết đấy. Đó. Đấy, các bác dồn chặt vào. Dồn chặt vào cho nó im gốc. Nhưng mà em kiếm cái nắp đậy cho nó giống. Lúc nào tưới thì lại bỏ nắp ra. Có cái nắp ở trong nhà. Em đã treo lên cái dàn phơi quần áo và sẽ cắt tỉa bớt đi. Sau đó thì sẽ uốn. Cắt tỉa cho nó gọn gàng, bởi vì là mới lên chậu thì thường các cái cành này nó hay bị gãy này. Cắt tỉa đi rồi uốn lại cái form tán cho nó các bạn. Vì nó là dáng cây lộn ngược cho nên là chúng ta sẽ uốn nó hướng lên phía trên các bác nhé. Đây, dùng cái dây nhôm này để định hình uốn cho cái tay này. Đây là toàn hàng dùng lại các bạn. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ uốn một vòng phía lên phía trên. Nhánh này cắt đi. Các bác cứ cắt những cái đầu cành tăm này đi. Sau đó thì nó sẽ đẻ nhánh nhá. Không sao cả đâu. Ban đầu thì nó chưa được đẹp lắm nhưng mà sau thì nhìn nó rất là đẳng cấp các bác nhá. Đó. Tạm thời thì chúng ta cứ giữ cái dáng như thế này đã. Sau khi cây nó phát triển bén rễ thì chúng ta sẽ chỉnh sửa sau. Trồng bonsai mất nhiều thời gian chứ không phải là một phát ăn ngay được đâu các bạn. Đó. Các bác thấy ổn không? Cây mới trồng thì em sử dụng kích rễ N3M xịt cho cây nhé. Tưới cho lần đầu đấy. Kích rễ N3M thì các bác cứ pha với cái tỷ lệ là 2 gram trên 1 lít nước là ok nhé. Đấy. Ở đây em có bình này lít rưỡi thì pha cho nó là 3 gram. Kích rễ N3M này các bác pha rất là an toàn cho cây nhé. Cực kỳ an toàn. Có thể tưới vào gốc này hoặc xịt lên tán cây này. Nó kích rễ rất là tốt. Các bác có thể ngâm cây phôi để chúng ta dâm ủ cũng cực kỳ tốt nhé. Sau đó lắc đều bình cho nó tan ra. Rồi nạp hơi cho nó. Các bác tiến hành phun lên tán cây hồng ngọc mai nhé. Các bác cứ phun nước đẫm cho em. Và các bác xịt vào cái giá thể này này. Đó, các bác cứ xịt ướt đẫm giá thể lần đầu cho em. Đó. Nếu mà chậu to thì các bác tháo luôn cái nắp bình này ra các bác tưới. Còn cái chậu nhỏ nhỏ này thì em cứ xịt một lúc này là nó đủ nước thôi mà. Đó, giá thể nó ngậm đủ cái chế phẩm kích rễ này. Thì bộ rễ nó bén rễ rất là nhanh các bác nhé. Và các bác lưu ý, em vẫn nhắc đi nhắc lại. Cây gì lúc mới trồng thì các bác để chỗ mát nhé. Nếu mà có ánh nắng buổi sáng để giúp cây quang hợp nhanh ra rễ thì càng tốt. Còn không nên phơi nắng như nó, phơi nắng là nó chết đấy. Nếu mà phơi to quá bắt buộc phải ở ngoài trời thì phải có mái che nhé. Bằng cách là các bác làm dàn rồi che lưới lan cho nó. Đừng có che tôn là chết cây đấy. Che lưới lan thì nó sẽ giúp hạ cái nhiệt của môi trường mà giúp những cái phôi nó nhanh chóng
ra rễ bật mầm các bác nhé. Và đây em kiếm được một cái nắp này các bác này, em đậy cho nó đúng bài luôn. Tất nhiên là lúc nào tưới thì các bác phải bỏ cái nắp này ra để tưới nhé. Và nếu mà các bác có cái ấm hoặc cái siêu nào đun bằng bếp củi bằng rác ấy, thì cái muội than nó đen xì đây, kệ nó nhé, càng đẹp các bác, nó càng tự nhiên đó. Như vậy thôi, như vậy là chúng ta đã có một cái cây bonsai treo ngược lên cái ấm cực kỳ độc đáo. Các bác thấy thế nào? Các bác thấy hay thì hãy comment chia sẻ cái cảm xúc của mình các bác nhá. Vâng, xin cảm ơn các bác rất là nhiều đã theo dõi video trên kênh Hoa Vườn Nhà. Các bác xem video trên kênh Hoa Vườn Nhà nhớ nhấn vào nút like, nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để ủng hộ em nhá. Nếu có bất kể một chia sẻ góp ý gì thì các bác cứ để lại phần comment. Em của các bác sẽ tìm ra giải pháp tốt nhất để chúng ta trồng các loại hoa cây cảnh trong vườn nhà. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.